Mới đây thì trên mạng xã hội chia sẻ một đoạn clip ghi lại vụ tai nạn khiến cho dân mạng bàng hoàng, ngã ngửa. Theo dõi hình ảnh của đoạn clip thì ta có thể thấy trong một kho nhà chất đầy các thùng cà tông có 3 thành viên đang đứng tám chuyện và nói cười rôm rã. Thế nhưng bất ngờ có một vật thể từ trên trời rơi xuống không trung và va mạnh một người nào đó đang đứng. Sau vài giây chênh choáng thì cả nhóm ngã ngửa khi phát hiện vật thể lạ vừa ngã xuống chính là một người phụ nữ trung niên. Cú ngã mạnh khiến cho nam thanh niên cúi gập cổ, bị phần vai, lưng của người phụ nữ đè lên, còn nữ thân thì đập thẳng vào những thùng cà tông được đồ chồng lên nhau. Dù chưa rõ sự việc xảy ra ở đâu, nhưng những ngày sau khi đoạn clip được chia sẻ thì rất nhiều người cảm thấy may mắn khi phía dưới có nhiều thùng cà tông đỡ cho phần người phụ nữ. Bởi nếu ngã thẳng xuống sàn thì chắc hẳn sẽ rất đau đớn và gây ra nguy hiểm đến tính mạng cho người phụ nữ này.